Công ty Ảnh Dương phát hành bộ phim Bà Nhà Tôi phần 2 do Hồng Kông TVB sản xuất. Giám đốc sản xuất Trang Dĩ Kiến, biên kịch Huỳnh Quốc Huy, đạo diễn Văn Dĩ Hồng, với các diễn viên Tuyên Huyên, Trần Cẩm Hồng, Đặng Lệ Danh, Lý Tư Tiệp, Hứa Thiệu Hùng, Dương Khải Di, Đường Thi Vịnh, Lữ Sang, Trần Tư Tề cùng một số diễn viên khác. Nhóm liên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Thanh Tâm, Quốc An, Bích Ấn, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Hà Thao, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Văn, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Minh Thảo, Thiên Bảo, Trần Tuấn, kỹ thuật lồng tiếng Thủ Đính, Anh Dũng, Minh Nghĩa. Tập 24. Đàn ông thích nhất là phụ nữ nghe lời. Phụ nữ lại thích người đàn ông nghe lời cổ. Tại sao lần này việc con Ly đốt con đang học? Ba con đâu? Ba con có chuyện không rảnh. Vì vậy giờ việc con Ly đến dẫn baby đi chơi có được không? Chắc được. Baby, con đang chơi gì vậy? Đây là xe đậu trước. Con trai của cô thông minh quá à, năm nay nó mấy tuổi vậy? Phải đó, baby của tôi 3 tuổi rồi. Nó rất giống ba nó, rất thích quen biết bạn bè. Nghe cô nói vui như vậy thì biết chồng cô chắc chắn rất thương mẹ con cô. Anh Quang là người rất tốt. Anh nói không gì quan trọng bằng gia đình. Thà rằng kiếm ít tiền để có nhiều thời gian ở bên tôi và baby. Con còn muốn đi đâu chơi? Nhưng mà con buồn ngủ quá. Con muốn về nhà ngủ. Muốn về nhà hả? Con Ly dẫn baby đi đâu? Baby không thể có chuyện được. Con Ly rất thương baby. Baby có lẽ sẽ không sao đâu. Phải đó, có thể nó dẫn baby ra ngoài chơi thôi. Không phải con đa nghi. Lần đầu tiên lúc con thấy Collie vì người chồng trước muốn dẫn bé Minh Di Dân cố không chịu nổi kích động đã lên sân thượng đòi tự sát. Sao con có thể không lo lắng được? Chết rồi, bây giờ tâm trạng nó không ổn định. Lỡ như làm chuyện ngu ngốc thì nguy lắm đó. Không được đâu, báo cảnh sát đi. À, không được, đừng báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát, Collie sẽ bị thưa tội bắt cóc. Lỡ làm nó kích động, baby sẽ càng nguy hiểm hơn. Mọi chuyện cũng tại cậu. Sao con lại để Tú Tú dẫn baby đi chứ? Nó có chuyện gì tôi hỏi tội cậu à? Đúng rồi. Người nào người nấy cũng lo lắng cho baby thôi. Có ai lo cho cô Ly không? Bây giờ người bệnh là cổ. Người cần quan tâm chăm sóc nhất là cô Ly đó. Không phải tụi con không lo cho cô Ly, nhưng mà baby mới hơn 3 tuổi, tụi con lo cho nó nhiều hơn cũng rất bình thường thôi. Phải đó, cô Ly là con gái của chúng tôi. Sao chúng tôi lại không lo cho nó chứ? Tôi lại bây giờ phải ra ngoài mau chóng tìm cô Ly về. Tôi ra ngoài tìm cổ. Nè, ông 13, ông đi đâu tìm cổ đi. Chỗ có thể tìm, tụi con đã tìm hết rồi. Cũng tốt hơn là không làm gì. Baby con ngoan, thức dậy. Ngày mai má sẽ dẫn con ra ngoài chơi, làm những chuyện mà bản thân con thích làm, sống cuộc sống mà bản thân con thích sống. Chuyện gì vậy? Sao lại tối vậy? Thật là ngại quá. Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn, xin vui lòng gọi lại sao? Thực ra cô đã đi đâu? Tuyệt đối đừng có chuyện gì. Có chuyện tôi cũng không biết tính sao. Tuyệt đối đừng có chuyện. Tuyệt đối đừng có chuyện mà. Cô Ly à, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô cả ngày rồi. Vincent à, không biết tại sao trong nhà đột nhiên bị cúp điện, đèn trong nhà đều tắt hết. Bây giờ tối tôi không nhìn thấy gì hết, tôi sợ lắm. Được rồi, cô bình tĩnh. Cô nói cho tôi biết cô đang ở đâu đi. Cô Đinh, bây giờ ông ngồi chuyến tàu cuối đến Trường Châu. Lát nữa ông sẽ gặp cô Ly và baby. Ông sẽ lo cho họ. Ông 13, ông quyết định phải giúp con chăm sóc baby. Tụi con sẽ nghĩ cách đến Trường Châu ngay. Yên tâm, ông sẽ được cơ ứng biến. Còn nữa, con tuyệt đối đừng gọi cho ông, để tránh làm cô Ly sợ. Có gì ông sẽ gọi cho con. Chà, được rồi, giỏi quá. Cảm ơn nhiều. Nếu không có anh tôi không biết tính sao. Lúc trước tôi đã từng thông cầu cho cô. Chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Tóm lại á, có tôi ở đây sẽ không đứt cầu chị nữa đâu. Nè,
Anh nói ở đây, anh định ở đây sao? Phải đó, tôi vừa đáp chuyến tàu cuối, cô không giữ tôi lại, tôi phải ngủ ngoài đường. Phải rồi, baby đâu? Nó trong phòng. À, trong phòng hả? Anh muốn làm gì? Là Cao Hiểu Mẫn kêu anh đến. Tôi nói cho anh biết, không ai có thể cướp baby của tôi. Baby là của tôi. Tôi cướp baby của cô hồi nào? Trước giờ tôi đều đứng về phía cô mà. Bà chằn đó, từ lâu tôi đã thấy trước mắt rồi. Coi cô Đinh y như nô lệ vậy. Anh không gạt tôi chứ? Sao tôi lại gạt cô? Tôi cảm thấy cô rất thông minh, dẫn baby đi. Bà chằn đó không thể quản nó nữa. Baby có thể làm chuyện mà nó thích làm, sống một cuộc sống mà nó thích sống, hả? Cả anh cũng nghĩ vậy sao? Nè, tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Tôi cảm thấy ba chúng ta nên rời khỏi đây, đến một nơi không ai quấy rầy chúng ta nữa. Vậy là chúng ta có thể sống thế giới riêng của ba người. Nè, kế hoạch 20 năm, cô cảm thấy sao? Được không? Kế hoạch 20 năm? Phải. Phải thế nào? Là, tóm lại là tuyệt. Có đói bụng không? Tôi đói bụng quá à. Hay là vậy đi, kêu baby thức dậy, và chúng ta ra ngoài cùng ăn. Vừa ăn uống, vừa bàn kế hoạch 20 năm. Được không? Đi. Không được, baby của tôi đang ngủ, không ai được đánh thức nó vậy. Vậy tôi mua thức ăn về, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện ha. Được không? Alo, cô Đinh hả? Con đến đâu rồi? Tụi con đã đến bằng du thuyền của ba. Ông có tìm được cô Ly và baby không? Ông mày ba, baby không sao chứ? Cô Ly nó sao rồi? Cô không sao. Bây giờ cô và baby đang trong nhà nghỉ, tôi sẽ coi chừng họ. Tóm lại ông nhớ kỹ, phải nghĩ cách dụ cô Ly. Ông nhớ đừng kích động cô. Yên tâm, tôi biết tính sao mà. Đừng nói nhiều nữa, tôi sợ cô Ly sẽ nghi. Được rồi, tóm lại mọi người mau đến đây nha. Vậy đi. Vắng lặng như tờ, kiếm tiệm ăn ở đâu bây giờ đây? Ở đây tiệm nào cũng đóng cửa sớm, không mua được gì. Cô đừng ngại, chỉ còn mấy ly mì để lót dạ thôi. Không phải đâu, ăn mì ly cũng tốt mà. Vui là được rồi. Phải đó, cộng thêm mấy đó hoa này làm nền, rất có không khí phải không? Ủa, baby, sao vậy? Con thức rồi sao? Có phải con đói bụng không? Hay là ăn chút gì đi, ha? Ngồi xuống, ha? Ăn há cảo nha. Con tự cầm ăn đi. Có ngon không? Baby, con sao vậy? Baby gì vậy? Chết rồi, mặt nó tái xanh à. Đừng lo gì nữa, mà đi đi bệnh viện đi. Mau. Đừng lâu quá. Không biết baby có sao không? Không sao đâu mà. Tại sao dài trong đó lâu quá vậy? Không sao đâu, không sao đâu. Bác sĩ. Cô là mẹ của em bé đó sao? Phải. Theo quan sát bước đầu của tôi, có khả năng bé bị dị ứng nên bộc phát bệnh suyễn. Lúc trước bé có từng bị như vậy không? Hay cô có biết bé bị mẫn cảm với loại thuốc nào không? Còn thức ăn hay những thứ khác gây phản ứng dị ứng? Tôi không biết baby có bị mẫn cảm không. Cô là mẹ của bé, không lý nào không biết. Những chuyện này có thể giúp mau chóng cứu được đứa bé quan trọng lắm. Là tôi đã hại baby. Tôi không có tư cách làm mẹ của baby. Cô Ly à, cô Ly qua đến cô. Cô Ly qua đến cô đâu? Tôi không phải là mẹ của nó. Baby bị mẫn cảm gì? Cô Đinh biết rất rõ. Tôi sẽ gọi cho nó. Tôi là mẹ của em bé. Sao rồi? Sao nó dị ứng phấn hoa, nó bị mẫn cảm với hoa bích hợp. Lúc trước bé vừa ngửi thấy phấn hoa bích hợp thì một phát bệnh suyễn. Đây là thuốc do bác sĩ gia đình chúng tôi kê toa cho bé. À, vậy không cần lo quá, không có vấn đề gì lớn đâu. Tôi sẽ làm kiểm tra cho con trai của hai vị. Tôi có thể vào trong thăm nó không? Có thể, mời theo tôi. Mọi người chờ coi đi. Nè, cô Ly à. Cô Ly à, bình tĩnh lại đi con. Tôi đã hại baby. Cô Ly, tôi đã hại chết baby. Vậy mà tôi còn nói sẽ để nó sống thật tốt. Tôi không có tư cách, tôi không có tư cách làm mẹ của nè, nó. Cô Ly à, tôi không phải là cô mẹ Ly của mà. Nó. Cô Ly, tôi không phải là mẹ của nó. Tôi không phải. Nhiều nữa rồi, tôi chấp nhận được. Cô Ly à, là tôi không tốt, là tôi mang qua đến mà. Cô Ly qua đến cô hiểu chưa? Cô Ly qua đến cô. Cô Ly, cô hãy nghĩ bằng góc độ khác đi. Chính cô đã đưa bé Bi đi cấp cứu, bây giờ bé Bi không sao là cô đã cứu nó mà, phải không? Đúng không? Cô Ly, cô yên tâm đi. Bác sĩ nói bé Bi sẽ không sao. Chúng tôi biết cô rất thương bé Bi, cô sẽ không làm hại nó. Cô đâu có biết nó bị dị ứng phấn hoa chứ. Không có ai trách cô đâu.
Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin lỗi. Bác sĩ nói bây giờ nó bị chấn thương trầm cảm, sau khi bộc phát kiến cuồng sẽ vào thời kỳ suy sụp, không còn sức làm việc. Con người cảm thấy rất là chán nản. Ủa à? Cô Ly. Đâu? Hôm qua chú đi Quỳnh Đại Tiên xin được quả sam thượng thử cho con. Bệnh của con chắc chắn sẽ khỏi mà. Anh Phú à? Hả? Baby có gì muốn tặng cho cô Ly đó? Phải. Nè, tấm thiệp này á là do baby tối qua nó vẽ nè. Nó kêu chú ở dưới đường phải giao tự tay cho con. Nè, con nhìn đi. Chà, coi tấm thiệp thử coi. Ngộ quá ha. Phải đó. Ngộ quá. Đẹp quá. Phải đó. Mặt trời vừa lớn lại vừa tròn. Phải rồi. Tôi mệt lắm. Anh Phú à, hả? Nó chịu trả lời anh đã là tiến bộ lắm rồi. Có lúc hả, cả buổi sáng nó cứ ngồi ở đây không nói tiếng nào hết. Cũng tại tôi không tốt, năm xưa nhất thời tức giận đuổi mẹ con nó, khiến cho con Tú từ nhỏ đã chịu khổ rồi. Lần này nó bệnh không biết có phải do tôi hại nó không. Có lúc tôi thật sự nghĩ thà để tôi bị điên chứ không phải là nó. Anh đừng có nói chữ điên nữa có được không? Phải đó anh Phú à, cô Ly đã qua những ngày tháng đau buồn rồi. Chúng ta cho nó thêm thời gian, thêm lòng nhẫn nại. Tôi tin con Tú nhất định sẽ khỏi mà. Sao sắc mặt của em lo lắng quá vậy? Thì ra thứ hai tuần sau phải đi lấy kết quả xét nghiệm của anh. Không sao đâu. Chuyện gì cũng phải nghĩ về mặt tốt. Anh tự biết mình mà. Em phục anh luôn đó. Làm như chuyện này không liên quan đến anh vậy. Chuyên gia có nói, thường xuyên cho mình năng lượng, sức khỏe cũng sẽ tốt hơn. Thầy Lâm, có chuyện gì? Hiền Mẫn à, lần trước thầy đã nói với con, lúc nào cũng có thể phục chức, con dự định lúc nào? Thầy Lâm à, xin lỗi, nhà con có chút chuyện, con muốn nghỉ phép thêm vài ngày. À, không thành vấn đề, lúc nào con ok thì thông báo với thầy. Con biết rồi, cảm ơn thầy, bye bye. Sao lại nhìn em như vậy? Tại sao em không lập tức về quỷ phép? Cũng chỉ thêm mấy ngày thôi. Em muốn cùng anh đi lấy bản kết quả đó. Đi là hai chuyện mà. Tòa án là nhà thứ hai của em, cũng là nơi em thực hiện lý tưởng. Em đã chờ rất lâu mới có thể phục chức. Em nên mau trở về tòa án, làm chuyện em muốn làm đi. Tòa án rất quan trọng, nhưng mà anh đối với em càng quan trọng hơn. Em thật sự muốn cùng anh đi lấy bản kết quả đó. Hi Mẫn à, em biết em lo cho anh, nhưng mà thế giới này sẽ không vì chúng ta mà dừng lại đâu. Đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Ok. Ok. Nhưng mà anh phải hứa với em, đến ngày lấy kết quả em nhất định sẽ nghỉ phép cùng đi với anh. Có cần long trọng vậy không? Đương nhiên cần rồi. Chúng ta đã từng thề, cho dù nghèo khó bệnh tật, chúng ta cũng phải cùng nhau đương đầu mà. Vợ chồng đồng lòng còn hơn khám bác sĩ. Có em ở bên anh thì bệnh tật gì cũng không thể đến gần anh được. Chà, tuyệt quá. Muốn thử không? Không sao đâu, ăn món khác. Không chỉ format vậy, da lại rất giòn. Good pizza, ngon tuyệt. Cô không thích cũng không sao. Ngon quá chừng. Một ăn không sao chứ? Không sao. Trời ơi, tôi quên ăn món mà tôi thích nhất. Chà, sushi, món yêu quý. Tôi không ăn nó, tôi không cảm thấy no.
Chà, nhất là miếng sushi này hấp dẫn tươi mới vô cùng, không được, cắn một miếng mới được. Anh đừng ăn nữa, đau bụng đó. Không sao đâu, tôi giỏi thích ứng mà, có ói thêm cũng không sao. Cô thì khác, cô ốm quá, nếu mà không ăn á, gió thổi cô cũng bay luôn. Anh làm nhiều chuyện gì tôi, đáng sao? Đáng chứ. Lúc trước vậy, bây giờ vậy, mãi mãi cũng vậy. Gì, cô Iris? Chuyện đó tôi không nghĩ đến. Bây giờ tôi chỉ nghĩ bệnh của cô, chừng nào mới khỏe. Ăn chút gì đi. Sợ anh luôn. Sau khi tôi ăn rồi, anh đừng lấy bụng mình ra mạo hiểm nữa. Vậy được rồi. Tóm lại, nếu cô ngoan ngoãn ăn, tôi sẽ không mạo hiểm nữa. Không phải tôi không muốn ăn, tôi chỉ thấy lạc miệng thôi. Dĩ nhiên là cô thấy lạc miệng rồi, suốt ngày cứ trốn trong nhà. Cô nên đi đến chỗ thoáng đãng, vận động nhiều, cô sẽ đói bụng thì cô sẽ ăn được nhiều. Cho dù cô không muốn về vũ động toàn thành dạy khiêu vũ, tôi cũng cảm thấy cô nên ở nhà dạy chú thím khiêu vũ. Nè, cô có biết hai người đó gần đây á, chả bụng dưới chảy ra mập lắm, cô làm ơn á, dạy họ nhảy để giữ sức khỏe đi. Nếu mọi người muốn khiêu vũ, đến vũ động toàn thành đi. Hay quá. Sau khi ăn bánh kem này, cô Cao, cô làm ăn đại cát, mấy thứ thị phi tiểu nhân tránh đi hết thì sẽ không sao. Hay quá. Tôi nghe người ta nói tòa soạn Nhật Báo Vũ Trụ bây giờ thảm đến nỗi phải sang lại, đây gọi là làm ác thì bị quả báo. Cô Cao à, lúc cô không có ở đây, ngày nào tôi cũng tới qua dùm cho cô. Châu tử La Lan Phi Châu này hình như biết cô sẽ về, nên hôm nay còn nở qua đón cô nữa đó. Tóm lại thời gian này vất vả cho mọi người, lát nữa trà chiều tôi mời. Bị cáo Dương Hữu Tài bị thưa trong tiệm uống tóc Thuận Lợi đường Phấn Lĩnh tập kích người đàn ông Mao Kiến Phát, nghi ngờ vi phạm pháp luật Hồng Kông chương 212 tội xâm hại người khác điều 60 tập kích phổ thông. Hôm đó bị cáo tới ủng hộ, anh nói là muốn cắt kiểu tóc để đi bạc thi. Tôi mới hỏi ảnh là muốn cắt như thế nào, ảnh nói là cứ cắt tùy ý là được, nên tôi mới tự quyết định cắt cho ảnh một kiểu tóc rất đẹp. Ai ngờ khi ảnh thức dậy nhìn thấy, ảnh nói tôi chơi ảnh, ảnh không có trả tiền mà còn ra tay đánh tôi nữa. Đúng là tôi có nói anh cắt tùy ý thì được rồi, nhưng mà tùy ý cũng phải coi cho được chứ, không lý nào cắt tôi như vậy nè. Nè, tôi được không? Cười quá. Nhưng làm đi, tôi được không? Bị cáo, đây chính là kiểu tóc tùy ý mà nhân chứng Bình Nguyên đã cắt cho anh phải không? Tôi chánh án, bà cũng thấy tóc của tôi bị như vậy, dĩ nhiên tôi không trả tiền. Hôm đó đã cãi nhau, sau đó tôi nhất thời tức giận, lỡ tay đánh ảnh bị thương ở đầu á. Căn cứ pháp lệ Hồng Kông điều 60 chương 212, bất cứ ai vì tập kích phổ thông mà bị định tội, tức phạm vào tội danh được xét xử theo trình tự công tố hoặc đơn giản, bốn tòa theo lệ phán bị cáo Dương Hữu Tài tội danh tập kích phổ thông thành lập. Nhưng niềm tin bị cáo mới phạm tội lần đầu, hơn nữa lúc xảy ra vụ án cũng do nhất thời nông nổi, bốn tòa quyết định phạt nhẹ bị cáo chấp hành 60 giờ lệnh phục vụ xã hội. Thật ra chuyện không vui lần này lẽ ra đã có thể tránh được. Nếu bị cáo ra một yêu cầu rõ ràng trước, tin rằng tóc của anh chắc chắn sẽ không bị cắt như vậy. Còn anh Mao Kiên Phát, bản thân anh là thợ cắt tóc chuyên nghiệp, cho dù khách hàng nói cắt tùy ý, anh cũng nên có chuẩn tắc hợp lý cho chữ tùy ý, không nên làm theo ý của mình, vi phạm nguyện vọng hợp lý của khách hàng đối với anh. Hy vọng hai người kiểm điểm lại. Em mời chị uống cà phê thuốc gì mới lên lương sao? Lần này là mừng chị đi làm lại. Lúc nãy họ nói trạng thái của chị quá được, mới đó đã xử xong rất nhiều vụ án. Chị nghĩ trời sinh chị số khổ. Không biết sao chị càng làm việc càng có tinh thần. Nhưng mà nói thật, chị thà làm việc nhiều còn ở nhà suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung chuyện gì? Phải rồi, nghe nói gần đây biểu hiện của em ngày càng tốt, cấp trên khen em không ngớt lời. Em có người chị dâu giỏi như chị sao em thất lễ được? Nhưng lúc còn trẻ liều mạng không phải là không tốt, nhưng mà em cũng nên dành thời gian riêng tư cho mình. Đừng trách chị nhiều chuyện. Em và CK thật ra sao rồi? Có vấn đề sao? Chị hai à, lúc trước chị phản đối em và ảnh quen nhau. Lúc đó chị càng phản đối thì em lại càng muốn quen ảnh. Bây giờ không ai phản đối thì em lại thấy hơi do dự. Thật ra có phải là em thật sự muốn ở bên ảnh hay không? Hay là vì tâm lý chống đối của em? Tại vì mọi người phản đối cho nên em càng muốn làm,
Em càng không biết có phải là em thật sự không thể quên được anh Đới nên đã nghĩ ảnh là CK không? Em suy nghĩ phức tạp quá. Em không biết làm sao. Chị có thể dạy em được không? Nói thật lòng, lúc đầu khi em ở bên CK, chị cũng cho rằng em thuần túy chỉ vì chống đối. Nhưng mà bây giờ không còn ai phản đối em và CK bên nhau. Nếu như em thật sự vì chống đối mà chống đối, có lẽ em quen chán rồi chia tay, đâu cần phiền não như vậy. Thật sao? Còn như em có biết CK thành hình bóng của anh Đới hay không thì chuyện này em phải hỏi bản thân mình mới biết được. Cho dù thế nào, em biết nghĩ như vậy tức là đã chứng minh một chuyện, em đã trưởng thành rồi. Ê, chị ba, may mà em tìm được chị đó. Em rất sợ chị đã đi rồi. Em tìm chị có chuyện gấp gì sao? Không phải là em tìm chị, em đưa giùm người khác thôi. Người trong lưới luật chính. Phải đó chị à, lúc trước chị nói muốn xem bộ phim này mà. CK rất có thành ý. Bộ phim này hôm nay công chiếu đó. Còn đoạt giải kim tượng nữa. Người ta vừa muốn dỗ ngọt chị nên đã lên mạng mua vé đó. Có cần cho em thêm thời gian để tập luyện không? Có phải đâu, tóm lại anh CK rất có thành ý. Chị cho anh cơ hội đi. Hai người không chỉ cho khẩu cung giả, hơn nữa thái độ tin cậy quá thấp. Thứ nhất, ảnh không biết chị muốn xem bộ phim này. Thứ hai, cho dù ảnh biết, ảnh cũng sẽ không đưa chị đi xem. Bởi vì xưa nay ảnh cảm thấy bộ phim này rất vô vị. Thứ ba, chị không phải là cô Linh, sao ảnh lại làm nhiều chuyện gì chị? Em tự đi xem đi. Còn nữa, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Biết trước như vậy, tấm giấy kia đã không cho anh CK rồi. Bây giờ muốn đi xem chung cũng không được nữa. Sao lại biết trước? Bây giờ cả chị của em cũng không gạt được, làm sao gạt được CK? Tấm vé đó anh còn giữ đây nè. 7:30, mua bắp rang. Được đó. Ủa, sao người đẹp chủ nhiệm kiểm khống của chúng ta lại một mình uống rượu sầu đầy thảm vậy chứ? Pháp luật có quy định một người không được uống rượu giải sầu sao? Trong thế giới này, người đẹp có đặc quyền. À, cô có nếm thử cốc tai vua ở đây chưa? Trời, dạ. Pha một ly ngon cho cô ấy uống thử. Ok. Bảo đảm cô uống rồi khó quên. Sao vậy? Sao bạn trai đại luật sư của cô nổi giận nên không để ý tôi? Ảnh, tôi muốn sao thì sao, cần ảnh lo. Sao vậy? Sợ tôi bỏ thuốc à? Hả? Phải rồi, ra ngoài chơi dĩ nhiên phải chơi cho thật vui. Cô nghĩ có đủ gan uống với tôi vài tô không? Được thôi, tôi sợ anh sao? Nè, tôi đi kêu gì uống nha. Được rồi. Nè, đừng nhảy nữa, uống rượu đi. Hả? Ê, lại tét nữa. Sao anh dở quá vậy? Cô đẩy tôi còn nói là tôi tệ nữa. Không được. Và cô uống hết ly này. Xin lỗi, thật được rồi. Được rồi. Anh Hào, xin lỗi anh nha. Nóng lắm hả? Nóng, cởi áo ra đi. Anh không thấy nóng sao? Hình như không có máy lạnh. Tôi đi ra mở cửa. Nè, hả? Bây giờ tốt lắm mà. Rất hợp với không khí của bài hát. Nè. Hay là cô bỏ bạn trai luật sư của cô đi theo tôi. Tôi vừa có tiền lại rất đàn ông, tốt hơn tên đại luật sư sa sút của cô nhiều. Anh đàn ông sao? Anh không sợ bị người ta đánh hả? Anh thật sự rất là vô dụng. Bị người ta đẩy một cái thì trúng ngay tấm gương à. Tại muốn chết thì được. Ai nói với cô tôi bị người ta đánh đụng trúng tấm gương? Cả Hồng Kông, tất cả cảnh sát, ký giả, tất cả báo chí Hồng Kông đều đăng tin. Anh đúng là mất mặt quá. Cô tưởng mấy chuyện đăng trên báo thì chắc chắn là sự thật sao? Quỳnh Chí Kiên lợi hại vậy sao? Tôi không ngại cho cô biết, lần trước là tôi cố ý đụng tấm gương,
để vu oan cho hắn thôi. Anh tưởng anh nói vậy tôi tin sao? Hả? Lúc trong phòng vệ sinh chỉ có hai anh, dĩ nhiên là nói vậy rồi. Tôi gạt cô làm gì chứ? Cách này là do bạn tôi nghĩ giùm tôi đó. Lần trước Quỳnh Chí Kiên, hắn không cố ý cho tôi bảo lãnh, còn khiến tôi xém chút nữa bị người ta tóm lại lộn xộn hết trơn. Nếu như tôi không chơi hắn đủ vốn, tôi còn lại con người sao? Nếu như cô vẫn không tin, cô có thể hỏi bạn của tôi. Nhưng mà cô phải để tôi hôn trước đã. Đừng mà, tôi muốn đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây có mà. Nếu như cô muốn đi á, tôi đưa cô đi cũng được. Buông tay ra. Cô giả sai ghi âm tôi. Cho cô biết, trước giờ đi là tôi chơi người ta, không ai chơi được tôi đâu. Nè, đứng đây làm gì vậy? Dừng tay. Nè, mọi người, đi vậy. Sếp à, người này muốn bỏ thuốc cưỡng hiếp tôi. Quỳnh Chí Kiên lợi hại vậy sao? Tôi không ngại cho cô biết, lần trước là tôi cố ý đụng tấm gương để vu oan cho hắn. Tôi không tin anh đâu. Lúc đó trong phòng vệ sinh chỉ có hai anh, dĩ nhiên anh nói vậy rồi. Tôi gạt cô làm gì? Cách này là do bạn tôi nghĩ giùm tôi đó. Lần trước Quỳnh Chí Kiên, hắn cố ý không cho tôi bảo lãnh, còn khiến tôi xém chút nữa là bị người ta tóm lại lộn xộn hết trơn. Nếu tôi không cho hắn đủ vốn, tôi còn là con người sao? Tôi chẳng ăn. Theo chứng cứ mới xuất hiện của vụ án có thể chứng minh đương sự của tôi không hề đánh bị thương nạn nhân Lý Cảnh Hào của vụ án. Vì vậy tôi thay mặt đương sự tôi yêu cầu hủy bỏ tất cả tội danh của tòa đối với đương sự tôi. Phản đối. Thưa chánh án, bên bị lẽ ra rất rõ đoạn băng ghi âm vừa phát lúc nãy của bên bị do bởi không thể chứng minh 100% là băng gốc chưa từng bị cắt xé hay thay đổi, vì vậy tuyệt đối không thể làm chứng cứ hợp pháp trình tòa được. Vì vậy bên nguyên phản đối bên bị đòi hủy bỏ tội danh khởi tố. Thưa chánh án, vì để xác minh tính chân thật của đoạn băng ghi âm lúc nãy, bên bị yêu cầu triệu tập nhân chứng bên bị cô Cát Bảo Di ra tòa. Phê chuẩn. Đúng vậy, đoạn đối thoại lúc nãy là tôi dùng điện thoại ghi lén lại. Một nam một nữ trong đoạn băng, người nữ là tôi, người nam là nhân chứng bên nguyên của vụ án, cũng chính là nạn nhân của vụ án Lý Cảnh Hào. Tôi nhớ rất rõ đêm đó, lẽ ra tôi đang uống rượu một mình, đột nhiên Lý Cảnh Hào đến trò chuyện với tôi. Tôi thấy hắn bỏ thuốc trong ly của tôi, nên đoán hắn sẽ có ý đồ xấu với tôi. Do đó tôi nhân lúc hắn không để ý, lén tráo đổi ly rượu của tôi và của hắn, rồi gửi tin nhắn cho em gái tôi, kêu nó mau chóng đến giúp một tay. Sau khi hắn tưởng tôi đã uống ly rượu có bỏ thuốc, dụ tôi vào phòng VIP, muốn nhân cơ hội này làm bậy. Vì vậy tôi có thể chứng minh tất cả lời nói trong đoạn băng ghi âm lúc nãy, toàn bộ đều do Lý Cảnh Hào chính miệng nói ra. Thưa chánh án, từ đoạn băng ghi âm lúc nãy và khẩu cung của nhân chứng bình bị có thể chứng minh những lời tố cáo đương sự tôi hôm đó của nạn nhân vụ án Lý Cảnh Hào ở sở cảnh sát đều là dối trá. Tôi không nói dối. Đêm đó trong phòng vệ sinh, thực sự chính bị cáo đã đẩy tôi trúng tấm gương làm tét đầu tôi. Còn những lời tôi đã nói trong phòng VIP của quán bar, chẳng qua lúc đó tôi chỉ vì cô gái thôi. Nơi đây là tòa án, hy vọng nhân chứng cẩn thận lưu ý lời nói của mình. Ai theo đuổi con gái cũng đều như vậy mà. Trước mặt cô gái á, dĩ nhiên phải khoe khoang bản thân mình giỏi. Lúc đó tôi chỉ muốn lấy lòng cổ thôi, vì vậy tôi mới nói dối trước mặt cổ. Thưa chánh án, bởi vì lời khai của nạn nhân trước sau không phù hợp, vì để bảo vệ lợi ích cho đương sự tôi khẩn xin chánh án phê chuẩn hủy bỏ tất cả tội danh đối với đương sự tôi. Thưa chánh án, từ những lời khai của nhân chứng bên bị lúc nãy, chúng ta rất rõ lúc đó trong phòng VIP của quán bar chỉ có hai người là nhân chứng bên bị và nạn nhân, có thể nói dặn co với nhau mỗi người một ý, thật sự không thể nào chứng thực những lời của nhân chứng bên bị đều là sự thật. Thưa chánh án, như những điều bên nguyên vừa nói, trong tình hình mỗi bên nói khác nhau, rất khó phán đoán ai đã nói thật và ai đã nói dối. Và tình huống như vậy cũng đã xuất hiện trong vụ án này. Lời buộc tội của bên nguyên cũng là trên cơ sở lời khai một phía của nạn nhân vụ án Lý Cảnh Hào. Xin hỏi bên nguyên dựa vào đâu khẳng định lời khai Lý Cảnh Hào là đáng tin? Xem xét lúc xảy ra vụ án, ở hiện trường vụ án chỉ có hai người là bị cáo và nạn nhân, và lời khai của hai người lúc nãy lại mâu thuẫn với nhau. Như bên nguyên đã nói là mỗi bên một ý, vì vậy bất cứ chứng cứ nào có thể giúp đỡ vạch trần sự thật vụ án, ví dụ như đoạn băng ghi âm lúc nãy mà mọi người đã nghe, bốn tòa cho rằng cũng có giá trị để tham khảo. Do bởi lời khai của nạn nhân vụ án trước sau xuất hiện mâu thuẫn, khó tránh khiến người ta nghi ngờ về sự thành thật của nạn nhân. Trên cơ sở lợi ích nghi điểm thuộc về bị cáo, bốn tòa quyết định phê chuẩn yêu cầu của bên bị hủy bỏ tất cả khởi tố của bị cáo Quỳnh Chí Kiên. Bốn tòa có trách nhiệm nhắc nhở anh Lý Cảnh Hào, nạn nhân vụ án, tuy đoạn băng ghi âm lúc nãy chưa thể coi là chứng cứ trình tòa,
nhưng do bởi lời khai của anh trước sau hoàn toàn khác hẳn nhau. Nếu như có thể chứng thực là anh đã từng cho lời khai giả trên tòa, lúc nào anh cũng có thể bị truy tố tội cản trở tư pháp công chánh. Anh tự suy nghĩ đi. Bốn tòa cũng muốn nhân cơ hội này nhắc nhở bị cáo, hy vọng bị cáo có thể lấy vụ án làm gương, sau này phải chú ý nhiều hơn tác phong hành vi của bản thân. Cho dù bảo vệ chính nghĩa, phương pháp cũng cần phải phân biệt hợp tình hợp lý hay không. Không thể vì giơ cao ngọn cờ chính nghĩa mà có thể tùy ý thực hiện những hành vi vượt quá giới hạn. Cần phải biết hành vi khinh suất do nhất thời hứng chí sẽ gây hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Bổn tòa mong là bị cáo sau này bất luận về công hay tư, đối với những việc mà bản thân mình đã làm đều phải nhớ gánh lấy trách nhiệm, đừng khiến những người quan tâm anh phải thất vọng. Cảm ơn em bảo gì? Không cần cảm ơn em. Em làm chủ nhiệm kiểm khống, em có trách nhiệm bảo vệ pháp luật công chánh. Ý của anh là cảm ơn em cuối cùng cũng đã tin anh. Giữa anh và tên xấu xa đó, chẳng lẽ em tin hắn sao? Nhưng mà lần này anh nên cảm ơn chị dâu em. Cô cáo. Phải. Lúc nãy trên tòa anh không nghe chị nói gì sao? Thật ra chuyện này dù ít hay nhiều cũng là do anh tự chuốc lấy. Anh không nhớ sao? Lúc trước khi anh làm đặc ủy chánh án, anh cố tình không cho tên xấu xa đó bảo lãnh, còn bắt hắn ngồi tù suốt đêm. Kế đó muốn nói chuyện xấu của hắn trước mặt tất cả mọi người, nếu không hắn cũng không lấy chuyện này để vu oan cho anh. Vì vậy em nghĩ anh cũng nên kiểm điểm này. Em chắc chắn hơn rất nhiều. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, ít nhiều gì em cũng học được vài chuyện. Cảm ơn anh đã đưa em về. Chúng ta cũng mệt rồi, ngày mai anh đón em đi ăn sáng. Không cần đâu, bye bye. Em còn giận anh sao? Anh và Liên thực sự không có gì đâu. Không liên quan đến anh, là vấn đề của bản thân em thôi. Thực ra xảy ra chuyện gì chứ? Mấy ngày nay em nghĩ rất kỹ. Em phát hiện lúc trước em luôn nghi ngờ anh và không tin anh. Có thể là em thật sự không yêu anh như trong tưởng tượng. Yêu chưa sâu nặng là chuyện bình thường. Chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh rất có lòng tin rồi sẽ có ngày anh thay đổi được cảm giác quen. Anh đừng ép em mà. Anh cho em chút thời gian, từ từ suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Sáng sớm ngày mai em sẽ bay qua anh. Qua anh à? Lần này em đi là để gặp một người bạn em đã quen rất lâu. Một người bạn mà em đã quen trước khi quen anh. Em nói anh đợi. Vậy em sẽ đi bao lâu? Em cũng không biết. Có thể vài ba tháng. Anh đừng chờ em. Bye bye. One, two, three, four. Tay bên trái, tay bên phải, đá, chân, rồi xoay người. Tay bên trái, tay bên phải, rồi xoay người. Ha. Xoay người. Mệt. Mười mấy phút rồi, vẫn chưa dụ được con ly xuống. Chúng ta. Phải đâu? Mấy tiểu tiếp sắp xuống rồi. Chúng ta tiếp tục nhảy đi. Mau lên. One, two, three, four. Tay bên trái, tay bên phải, rồi xoay. Đây đã. Bà sao rồi? Tôi trẹo chân rồi. Bà bị chuột rút rồi. Tính sao đây? Chuột rút hả? Đi. Xoa bóp cho bà đau nghe. Quá làm phiền ông nha, tôi nhảy đến nỗi mồ hôi đầy người. Dĩ nhiên rồi, con không thấy chú thiếu làm nóng. Chúng tôi nhảy đến mồ hôi đầy người cũng phải làm nóng người sao? Khiêu vũ quan trọng nhất là làm nóng để cho giãn gân cốt. Chú à, ra đây giãn gân với con đi. Tỷ Phạm, giãn gân hả? Dĩ nhiên rồi, ra đây thử đi. Đi 3, 2, 1 đẩy. Cậu sắp nhảy rồi. Không được, ông, không được. Chú mới học thôi, để con là dân chuyên nghiệp, con dạy cho. Đứng tấn. Được. 3, 2, 1 thì bước lên, hiểu không? 3, 2, 1 Trời ơi, nè, Vincent à, cậu không sao chứ? Con không sao. Đỡ con với. Sao cậu dùng về vậy? Sao rồi? Đau quá. Có cần đưa cậu đi khám bác sĩ không? Tội nghiệp. Để lại đi. Từ từ, không cần gấp đâu. Mọi người làm gì vậy? Hả? Chúng tôi đang giãn gân mà. Phải đó, đang giãn gân. Tôi sợ anh chưa giãn gân đã đứt rồi. Hơn nữa như vậy rất dễ làm ba má bị thương đó. Cô không dạy cho họ thì tôi dạy cho họ thôi. Hay ba má làm theo con đi. Được. Phải rồi, vì dầu cá của baby sắp hết, phải mua cho mới. Vậy nên mua mùi gì? Mùi lê của Út, em không nhớ gì hết.
Phải rồi, em qua bên kia lấy. Anh đến tủ đông lạnh lựa thịt dê ngon, tối nay em làm cho anh ăn. Ok. Xin lỗi, không đụng trúng anh chứ. Mình phải mua cái gì đó. Anh đứng đây làm gì? Chưa mua thịt dê hả? Thì ra là thịt dê. Anh nói cái gì? Không, anh đang coi loại nào ngon thôi. Baby ăn sáng đi, sắp trễ rồi. Anh làm gì vậy? Kêu baby ăn sáng. Baby đến đang rửa mặt chưa? Sao còn chưa ra? Anh nói thật hay nói chơi vậy? Lúc này baby mới ăn sáng xong và đang thay đồng phục mà. Baby ăn sáng rồi. Sao anh không có ấn tượng gì hết? Sao lại vậy chứ? Sao anh hồ đồ vậy? Không chỉ em và baby, anh cũng ăn sáng luôn rồi. Anh không cảm thấy no sao? Hình như là vậy. Chắc tại tối qua anh ngủ ngon quá, chưa tỉnh hẳn, vẫn còn đang nằm mơ. Vậy em mong lần sau lúc đưa tiền sinh hoạt cho em, anh không nhớ đưa thêm lần nữa. Sao lại như vậy? Mấy ngày nay hình như mình không nhớ gì hết. Chẳng lẽ có liên quan đến u não? Rõ ràng tôi nhớ phải mua gì, nhưng mà vừa xoay người thì tôi lại quên mất. Lúc trước trí nhớ của tôi đâu có tệ như vậy đâu. Còn nữa, ngay cả con trai của tôi có ăn sáng chưa tôi cũng không nhớ. Tình hình hiện giờ có phải là gì? Trong đầu của tôi có khối u không? Cũng không thể không có khả năng này. Do khối u của anh Cát mọc ở đúng vị trí của não tiền diệp, trong đó một công năng mà não tiền diệp nắm giữ có liên quan đến bộ nhớ. Nếu như khối u có thay đổi gì đó, ví dụ như lớn lên hay là có thay đổi gì vị trí, cũng có khả năng ảnh hưởng đến khả năng trí nhớ của anh. Thế như lời bác sĩ nói, có phải đang ác quá không? Vì tôi có cần lập tức phẫu thuật không? Với tình hình hiện giờ cho thấy tất cả vấn đề của anh đều do khối u gây ra. Nè, cắt bỏ khối u đó, rất có khả năng mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng mà vậy, trước khi chưa có kết quả xét nghiệm cắt lớp của anh, vẫn chưa biết khối u của anh thật ra là u lành hay u ác. Anh Cát à, tôi tin anh cũng rất rõ phương pháp trị liệu hai loại có hơi khác nhau. Điểm này tôi hiểu. Anh Cát, anh cũng không cần lo quá. Nè, tôi đề nghị anh chờ thêm vài ngày nữa, sau khi có bản kết quả xét nghiệm cắt lớp, biết được khối u của anh là loại nào, sau đó anh hãy quyết định, vẫn chưa muộn đâu. Thì cũng đành vậy thôi. Bảo bối à, em đừng có lo đọc hoài. Ừ. Em có nghe anh hai nói gì không? Ừ, có. Đừng suốt ngày chưa lo cặp bồ, tối nào cũng ra ngoài chơi. Má mình cần có người ở bên cạnh đó, em có biết không? Biết. Nói đi, phải nói lại, em và ok sao rồi? Có dự định kết hôn không? Hả? Nè, em kết hôn cũng được, nhưng mà không được bỏ mặt má đó. Ừ. Nè, hay là em bằng bạc ký Bảo Di, một trong hai đứa phải cùng chồng dọn về thôn Di ở. Anh hai à, anh nói nhiều quá. Nếu sớm như vậy em theo chị ba qua anh rồi. Ê, con Bảo Di cũng vậy, con gái lớn rồi không có dặn dò, nói qua anh thì lập tức đi liền à. Không phải là ông phóng đại, 10 phần hết 9 nó qua anh để gặp người tình trong mộng rồi. Chú 13, không phải là chú nói thật chứ? Vậy thằng Kiên nó nói sao? Thực ra nó thích ai cũng không sao, quan trọng nhất là phải nghiêm túc, phải không? Ừ. Tóm lại, em và Bảo Di, một trong hai đứa sau khi kết hôn phải sống chung với má. Nè, ông 13, sau này ông phải thường đến đây. Nè, từ khi ba con qua đời, cả thôn thân phận ông cao nhất, con thường lo má bị người ta ăn hiếp, con nhờ ông chăm sóc má đó. Nè, cô Đinh à, tối nay con có chỗ nào không ổn vậy? Giống như dặn dò mọi người chuyện hậu sự vậy. Sai. Đại cát đại lợi. Nè, phải rồi, con á, đừng học ba con dài dòng nữa. Ê, mọi người cũng thích nghe thì con không nói nữa. Hả? Ăn cơm thôi. Hả? Lại ăn cơm, mới vừa ăn no mà. Nè, con coi cả bàn đều là trái cây đó. Bên này là phòng ăn, còn bên này là phòng khách. Cái này là áo dơ mà vợ của anh vừa mới thay ra. Anh mới dơ đó. Người vợ xinh đẹp này là người mà anh yêu nhất.
cười đi. Anh chơi đủ chưa vậy? Thật không hiểu được, anh trong nhà có sẵn máy quay phim, tự nhiên anh lại mua máy mới làm gì? Baby à, con có biết tại sao không? Nhanh biết, mạnh rõ. Thông minh. Bây giờ cái gì cũng nói mạnh rõ. Anh là chồng của Cao Thanh Thiên, sao lạc hậu được? Còn đây là con trai ngoan của ba, Cát Giang Tổ. Baby, chào với ông chính đi. À dạ, đợi đi con. Nè, đây chính là gia đình hạnh phúc của tôi. Salon này vợ tôi thích nhất đó. Cả nhà ba người chúng tôi thường ngồi ở đây trò chuyện, ăn uống và coi tivi. Nè, em yêu à, em nói vài câu đi. Không có gì để nói. Nè, baby à, con nhìn ba đi, lại muốn chờ đến điên luôn. Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ, có được không? Đi đi. Đi. Chưa có quay xong mà, em yêu. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, baby, đi con. Bye bye. Nói vài câu đi. Bye bye, bye bye. Các quốc quan, anh phải nhớ kỹ. Hai người lúc nãy, một người là vợ yêu nhất của anh, một người là con trai anh thương nhất. Anh nhất định phải nhớ hai người này. Hai người này là những người quan trọng nhất, yêu quý nhất trong cuộc đời anh. Nếu như anh không nhớ họ, anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và vui vẻ này. Có biết không? Tài liệu đó ở trong hộp công văn trên bàn tôi, cô có thấy không? Tìm được rồi sao? Ok, có vấn đề thì gọi lại cho tôi, bye bye. Đúng là bị cô Ivy làm tức chết. Lần nào em nghỉ phép cũng gọi mười mấy cú điện thoại hỏi cái này hỏi cái kia, làm như em không hề nghỉ phép vậy đó. Lấy kết quả là chuyện nhỏ. Hi Mẫn à, em đâu cần xin phép để đi lấy với anh chứ. Chuyện nhỏ gì? Lần trước đến bệnh viện làm kiểm tra, em đã không đi với anh, em đã không yên tâm rồi. Lần này lấy kết quả quan trọng như vậy, sao em có thể không đi? Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, chuyện gì cũng phải cùng nhau đương đầu. Không cần lo lắng. Hay là chúng ta nghĩ sau khi lấy được kết quả, đi đâu để chúc mừng đi. Được đó. Dùng tay cầm Henry nói điện thoại hoặc dùng vai và tay kẹp chặt. Nếu bạn đang lái xe mà cũng làm như vậy thì đã phạm quy tắc lái xe thông thường của quy định quản chế giao thông đường bộ. Đồng thời, lúc lái xe mô tô cũng không được dùng tai nghe để nghe radio hoặc là nghe nhạc. Làm như vậy cũng phạm vào pháp lệ, mà người sử dụng đường bộ phải chịu trách nhiệm. Lúc lái xe, chuyên tâm sẽ tốt hơn.